Hồ Quỳnh Hương ghen với Harry quên bỏ ghế nóng, sự thật ngã ngửa. Hồ Quỳnh Hương chính thức lên tiếng về ồn ào không làm giám khảo Bạn Là Ngôi Sao hai tập cuối. Lùm xùm chuyện Hồ Quỳnh Hương tự ý rời khỏi vị trí giám khảo của chương trình Bạn Là Ngôi Sao đã gây xôn xao thời gian qua. Thực hiện lời hứa trước đó, sáng ngày 26 tháng 6, nữ ca sĩ chính thức đưa ra câu trả lời về tin đồn rời ghế nóng vì ghen với Harry Won. Phía Hồ Quỳnh Hương cho biết, nữ ca sĩ đã nhận lời đề nghị từ tháng 2 năm 2017 để làm giám khảo chuyên ngôn và đưa ra những nhận xét giúp thí sinh hoàn thiện hơn về giọng hát ở Bạn Là Ngôi Sao. Hai bên đã ký kết hợp đồng sau khi thỏa thuận và bàn bạc chi tiết các điều khoản về quyền lợi, nghĩa vụ, cam kết và trách nhiệm của mỗi bên. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra, nhà sản xuất không thực hiện đúng như những gì cam kết trong hợp đồng. Cụ thể, theo hợp đồng sau lai sau năm, nhà sản xuất chương trình Be A Star, Bạn Là Ngôi Sao phải trả cát xê cho phía ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nếu sai hạn, phía ca sĩ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, đến sau 7, nhà sản xuất vẫn chưa thanh toán, cũng không có thông báo về việc trả chậm. Khi chúng tôi gọi, kế toán công ty mới nói là đang gặp khó khăn về tài chính và không trả lời được khi nào mới trả. Lý do chưa đòi nợ được từ khách hàng, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ. Hồ Quỳnh Hương cũng cho biết hiện tại khi chương trình đã kết thúc nhưng phía nhà sản xuất vẫn chưa trả đủ tiền cho nữ ca sĩ theo nội dung làm việc giữa hai bên ngày 14 tháng 6 vừa qua. Bên cạnh đó, khi live show 1 và 2 diễn ra, phía Hồ Quỳnh Hương đã phát hiện ra sự không trung thực của nhà sản xuất, dẫn đến sự thiếu công bằng cho các thí sinh dự thi. Cụ thể, thí sinh nào hát với ban nhạc thì hát thật, những em nào hát đĩa thì chỉ việc hát chồng với giọng hát đã được thu sẵn. Khi thí sinh hát chồng chắc chắn giọng sẽ hay và mượt mà hơn, Hồ Quỳnh Hương tiết lộ. Nữ ca sĩ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín các giám khảo, nhất là giám khảo chuyên môn như Hồ Quỳnh Hương. Bởi người trong nghề và những khán giả am hiểu về âm nhạc hoàn toàn không khó để nhận ra sự thật này. Hồ Quỳnh Hương đã nói chuyện với người chịu trách nhiệm về phần âm nhạc, yêu cầu phải dừng ngay việc cho hát chồng. Nhưng đến live show 8, đêm song ca với khách mời, thì tình trạng cũ vẫn lại tái diễn. Đây là lý do thứ hai chúng tôi muốn dừng lại, Hồ Quỳnh Hương khẳng định. Về tin đồn Hồ Quỳnh Hương rời khỏi vị trí giám khảo vì Harry Won ngồi giữa trong live show, mà cô vắng mặt, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ. Cô cho biết trước khi ký kết hợp đồng, phía Hồ Quỳnh Hương có trao đổi với nhà đại diện sản xuất nên bố trí Hồ Quỳnh Hương ngồi giữa để dễ trao đổi với giám khảo hai bên. Phía nhà sản xuất nói rằng họ cũng muốn như vậy vì chương trình chú trọng nhất yếu tố chuyên môn. Vị trí chỗ ngồi trở thành một điều kiện để thực hiện hợp đồng ký kết giữa ekip Hồ Quỳnh Hương và nhà sản xuất. Cụ thể, trong show thứ nhất, nhà sản xuất đưa ra gợi ý để đẹp đội hình thì nên để giám khảo nam ngồi giữa hai nữ. Hôm nào giám khảo khách mời là nam thì Hồ Quỳnh Hương sẽ ngồi giữa. Phía Hồ Quỳnh Hương đã đồng ý với ý kiến này. Trong show 3 khách mời là nam, nhà sản xuất vẫn không sắp xếp Hồ Quỳnh Hương ngồi giữa được vì kỹ thuật xét máy rất khó khăn. Thay vào đó, Dương Khắc Linh và Hồ Quỳnh Hương ngồi cố định vị trí cũ xuyên suốt. Một lần nữa chúng tôi đồng ý vì lợi ích chung cho cả chương trình. Đến show 8 cũng là live show Hồ Quỳnh Hương vắng mặt do đi lưu diễn ở Nhật và đã thống nhất với nhà sản xuất khi ký kết hợp đồng. Việc hoán đổi vị trí giám khảo đã diễn ra và vấn đề kỹ thuật theo chúng tôi thấy là không gặp gì khó khăn, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ. Nữ giám khảo cũng nói thêm, yêu cầu chính đáng của chúng tôi là nhà sản xuất tuân thủ nội dung hợp đồng đã ký, nhưng họ đã gửi cho truyền thông những thông tin thiếu minh bạch, cố tình lái câu chuyện sang hướng Hồ Quỳnh Hương bỏ show vì tức giận với Harry Won. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Hồ Quỳnh Hương, cũng như đẩy hai ca sĩ vào những hiểu lầm thị phi, không phải Harry Won và cũng không bất kỳ khách mời nào khác liên quan đến sự việc trên. Phía Hồ Quỳnh Hương đã gặp trực tiếp cũng như nhắn tin cho đại diện nhà sản xuất yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, nhà sản xuất không đưa ra văn bản đính chính rõ ràng. Hồ Quỳnh Hương khẳng định việc cô không tiếp tục tham dự hai buổi diễn cuối của chương trình Be A Star, Bạn Là Ngôi Sao là do những hành vi vi phạm hợp đồng của nhà sản xuất. Chúng tôi một lần nữa khẳng định không phải Harry Won và cũng không phải bất kỳ khách mời nào khác là nguyên nhân của quyết định hủy show nói trên của Hồ Quỳnh Hương. Chúng tôi cũng rất tiếc phải chấm dứt việc tham dự chương trình vì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, Hồ Quỳnh Hương khẳng định. Ekip Hồ Quỳnh Hương yêu cầu nhà sản xuất có trách nhiệm tuân thủ những thỏa thuận đã ký kết. Đại diện Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, chúng tôi buộc phải lên tiếng khi phía nhà tổ chức chương trình đã không tuân thủ hợp đồng và đã cố ý đẩy sự việc đi quá xa. Đây là động thái nhằm bảo vệ hình ảnh cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trước những thông tin sai lệch mà nhà sản xuất đã gửi đi. Hiện tại, phía đại diện nhà sản xuất vẫn chưa có phản hồi về vụ việc.
Riêng việc thí sinh hát nhép, hát chồng như Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng đó là câu chuyện tất yếu để đảm bảo chất lượng ở các chương trình truyền hình trực tiếp. Đối với các tiết mục dự thi mà thí sinh hát nhạc đen kết hợp vũ đạo để đảm bảo phần trình diễn chỉnh chu nhất, việc làm bề dày hơn là chuyện cần thiết. Ở các cuộc thi thiên về nhạc hiện đại như hòa âm ánh sáng cũng áp dụng hình thức này, tôi cảm thấy việc đó bình thường, Dương Khắc Linh chia sẻ. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định không có chuyện thí sinh hát nhép trong chương trình, mà tất cả đều là phần bè để hỗ trợ giọng hát thêm cho thí sinh mà thôi. Trước ý kiến của dân mạng về việc để thí sinh của mình hát chồng lại mỉa mai Jessica hát Lysine khi biểu diễn ở Việt Nam, Dương Khắc Linh trả lời, hai sự việc này không liên quan đến nhau, nhưng thí sinh của bạn là ngôi sao không hát nhép. Cuộc đời là vợ cay đắng mang tiếng bị chồng đẹp trai đào mỏ của vợ già ca sĩ Vũ Hà. Cô vợ lớn tuổi của nam ca sĩ Vũ Hà lại là người phụ nữ tuyệt vời và giàu lòng trắc ẩn. Khi Vũ Hà công khai chuyện kết hôn cùng người vợ hơn 8 tuổi và là đại gia giàu có, nhiều người không khỏi suy nghĩ tiêu cực rằng anh chỉ đào mỏ chứ yêu đương gì. Khó trách người khác có suy nghĩ đó vì cặp đôi quá kín tiếng. Chẳng ai biết họ thực sự yêu nhau như thế nào. Mãi cho đến sau này, khi nghe Vũ Hà tâm sự, người phụ nữ của anh đã từng chịu cảnh không danh không phận, mất đi thiên chức làm mẹ với tâm hồn đầy trắc ẩn. Ít ai ngờ Vũ Hà và người vợ hiện tại quen biết nhau từ thuở còn lang bạt. Thời gian tôi vừa làm tóc vừa đi hát thì đã quen bà xã bây giờ. Quen nhau vài năm, chúng tôi dọn về ở chung. Đó cũng là khoảng thời gian tôi ngưng hát và đối đầu với muôn vàn dị nghị, phản đối từ gia đình, từ những người xung quanh. Mọi người nói tôi đào mỏ chỉ vì bà xã hơn 8 tuổi và nhà cô ấy khá giả. Nhưng mọi người không biết rằng lúc hai đứa về ở với nhau là đi ở nhà thuê, tự sinh sống, tự lo tất cả mọi thứ. Nếu như ngày hôm nay là cuộc sống ấm no, đầy đủ tiện nghi, thì ngày trước, vợ chồng Vũ Hà phải nếm trải cái nghèo, sự thiếu thốn, nhưng đầy tình nghĩa. Mùa hè nhà nóng quá, hai đứa chui xuống gầm giường nằm cho mát, rồi nhìn nhau cười ha hả. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Cái nghèo ấy vun đắp cho tình yêu của họ, chứ không phải dựa trên đồng tiền, như nhiều người từng nghĩ. Tôi nghỉ hát 2 năm, phần vì kiếm tiền, phần vì nghĩ mình lùn, hát mãi không nổi tiếng nên chán. Thời đó, ca sĩ lùn như tôi không bao giờ có cửa, trở thành sao, phải cao ráo như chị Bảo Yến, Nhã Phương hay anh Thái Châu. Có lần bà xã Vũ Hà buộc miệng treo chồng, ông lùn thế sao mà nổi tiếng được. Vũ Hà nghe vậy giận quá, nghỉ hát luôn. Anh làm nghề cắt tóc nhưng vẫn thấy không vui, lúc nào cũng cảm giác mình thiếu vắng cái gì đó. Đi xem ca nhạc thấy ai hát dở là tôi ngồi dưới chửi. Khi làn sóng xanh ùa vào xuất hiện ca sĩ lùng lùng như Bằng Kiều, Mỹ Linh, Quang Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Vũ Hà mới tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ thời của ca sĩ lùng lên ngôi. Vậy là Vũ Hà về đòi bà xã cho đi hát trở lại và trở thành tên tuổi hạng A một thời. Khi tôi đi hát nổi tiếng, vợ chồng mới có được như ngày hôm nay. Đó cũng là lý do suốt mấy chục năm trong nghề, chưa bao giờ tôi tuyên bố với khán giả là mình đã có gia đình. Cách đây vài năm, tôi tính từ bỏ showbiz, không muốn đi hát nữa nên nghỉ trước khi rút lui thì cho bà xã danh phận trước công chúng. Vậy là tôi tuyên bố mình đã có gia đình. Ca sĩ họ Vũ biết rằng nếu để vợ bên mình mà không cho cô ấy danh phận hẳn hoi là một điều tàn nhẫn. Dù rằng chuyện ấy thật ra chẳng ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người. Nhưng sự thật chua chát là câu chuyện vợ nghèo của họ Vũ bị hoài nghi, anh nhớ lại. Lẽ ra câu chuyện sẽ dừng lại ở đó vì tôi không muốn bà xã bị tổn thương. Hơn 20 năm trước tôi từng bị chửi là đào mỏ nên không muốn câu chuyện này bị đào xới lại. Nhưng thời điểm đó báo chí không tin. Họ cho rằng tôi muốn tạo scandal để ra mắt album mới. Khó khăn là vậy nhưng ca sĩ Vũ Hà đã cho ghi hình lại lời tâm sự từ chính bản thân để khẳng định đấy không phải là tin vịt. Và sau đó vợ già của họ Hà mới chính thức thoát khỏi hai từ nữ đại gia và hạnh phúc tự tin bước đi bên cạnh chồng. Ngót nghét đã gần 30 năm trôi qua, Vũ Hà đã chứng minh cho mọi người thấy rằng họ đã sai bằng chính cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai vợ chồng. Chính bản thân anh biết rõ, showbiz nhiều người cố tạo scandal để được nổi tiếng. Còn scandal của tôi đến tự nhiên như là sắp xếp của định mệnh. Người hiểu thì thương, người ghét thì nói lời cay nghiệt. Tôi cũng không để bụng, bà xã tôi cũng là người vô tư thế. Nên chúng tôi mới hòa hợp được mấy chục năm nay. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta có câu nồi nào úp vung đó.
Có lẽ vì cuộc sống giản dị từ trước mà Vũ Hà đã quen với bữa cơm chỉ một đĩa rau, một tô canh và một đĩa thức ăn mặn là xong. Từ lúc nghèo đến khi giàu, mâm cơm của vợ chồng Vũ Hà lúc nào cũng thế. Đều chỉ cần vậy thôi, bà xã luôn yêu thương chồng. Cũng bởi biết rằng anh sẽ không ham phú phụ bần, không bao giờ có mới nới cũ, dù có ra sao đi nữa. Sau 20 năm kìm lòng không danh phận, chấp nhận nấp dưới ánh hào quang của chồng, đến khi bước ra khỏi đó lại phải đối mặt với niềm đau sâu kín nhất của một người phụ nữ, không thể có con. 34 tuổi, bà xã Vũ Hà liên tiếp sảy thai mấy lần, lần cuối cùng lại có thai ngoài tử cung. Vũ Hà cho hay hồi đó y học chưa tân tiến như bây giờ, nên họ cắt một buồng trứng. Vợ chồng tôi khóc hết nước mắt. Khi bà xã hơn 40 tuổi, hai vợ chồng quyết định thụ tinh nhân tạo. Ngày nào bác sĩ cũng gọi lên tư vấn. Bây giờ anh chị lớn tuổi rồi, nếu sinh con 20% là bình thường, 80% là nguy cơ bệnh đau, dám đẻ không? Nhớ lại khoảng thời gian buồn ơi là buồn, họ Vũ xót xa nói. Hai vợ chồng hoang mang nghĩ tới nghĩ lui, mong con thì ai cũng mong, nhưng đẻ ra mà nó không bình thường thì tội cả cha mẹ lẫn con cái. Cuối cùng chúng tôi quyết định bỏ ngang. Tôi nói với bà xã, nếu ông trời đã không muốn hai đứa có con thì chúng mình ở với nhau thế này cũng vui. Thật ra vợ chồng tôi nuôi đứa cháu ruột từ lúc 1 tuổi nên cũng không quá mặn mà chuyện con cái. Ráng được thì tốt mà không được thì thôi. Trong mắt người khác có thế nào thì trong mắt họ Vũ, vợ già hơn 8 tuổi ấy là người phụ nữ tuyệt vời, đã hy sinh cho chồng suốt nửa cuộc đời. Vũ Hà nói, còn chuyện vợ chồng ai nhỏ ai hơn không biết, nhưng quan trọng là phải tôn trọng nhau. Nếu vợ chồng tôi không tôn trọng nhau khi cãi nhau, dễ văng ra những lời làm tổn thương đối phương, nhiều lần tổn thương sẽ làm tình cảm rạn nứt. Vợ chồng tôi giận dỗi, chửi nhau mà như hát, chỉ 3 phút sau là hòa, có lẽ vì thế mà đến giờ chúng tôi vẫn hạnh phúc. Cuối cùng phía sau hình ảnh người vợ già của Vũ Hà vẫn thấp thoáng những hoài niệm u buồn, những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu gắn với hành trình sự nghiệp của chồng và một nỗi buồn không biết gọi tên. Về sự kém may mắn giữa cuộc đời, giống như nhiều người phụ nữ khác, có lẽ vợ chồng Vũ Hà chẳng cần thừa nhận, chẳng cần hơn thua, chẳng màng đến vinh hoa phú quý, mà chỉ cần sự tận tụy của người chồng luôn biết yêu thương, trân trọng nửa kia mà thôi.